trong 38 bức thư mà tỷ phú Rockefeller viết gửi cho con trai. Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một đoạn hay trong bức thư thứ nhất mà tỷ phú Rockefeller gửi cho con có đoạn như sau. Thế giới của chúng ta giống như một ngọn núi cao. Khi cha mẹ con sống trên đỉnh núi, con có thể không sống dưới chân núi. Khi cha mẹ con sống ở dưới cùng của ngọn núi, số phận của con không phải mãi sống ở chân núi. Trong hầu hết các trường hợp, vị trí của cha mẹ quyết định định điểm xuất phát của đứa trẻ. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người đều có xuất phát điểm khác nhau và kết quả cuộc sống sẽ khác nhau. Trên đời này không bao giờ có chuyện giàu nghèo là cha truyền con nối, càng không bao giờ có chuyện thành bại là do cha truyền con nối. Chỉ có sự thật là bố đã cố gắng để thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy bấm nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tập tiếp theo của chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng xuất bản một số đoạn hay và ý nghĩa trong 38 bức thư mà tỷ phú Rockefeller gửi cho con trai, để cho các bạn biết đến nhiều hơn những bài học bổ ích từ ông.